Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Xe Cúp. Ở đây trên tay của mình đang cầm một cái cặp cốp của 8670 xanh gọi dư em nha. Rất là đẹp. Đây là cái phần cốp bên học bình nha. Đó. Nước sơn là nguyên zin. Đẹp bóng mãi. Gắn xe là tuyệt vời. Lăn trốn luôn nha. Đó, bên trong là không nứt bể, chưa hàng đã chốt khoảng hồi điện nha. Cái này cũng không nứt luôn, còn nguyên gì. Rất là đẹp. Đó. Rồi, anh em nào có nhu cầu lấy cốp này thì các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại bên trên. Phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau. Ai ở xa thì chuyển tiền đủ qua mình ship hàng. Ai ở Sài Gòn chúng ta qua tại shop của chúng ta lấy nha. Rồi và đừng quên bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video Phụ Tùng Xe Cúp của bên mình. Cảm ơn các bạn.